Thầy nói qua để đại chúng biết về cái nhân duyên của cái bộ Lương Hoàng Bảo Sám này, xuất phát từ câu chuyện gia đình của ông vua Lương Vũ Đế là một vị vua Phật tử rất tín tâm. Trong khi đó thì bà vợ của mình, hoàng hậu đấy, là Hi Thị, lại bất tín Tam Bảo, không tin nhân quả, phỉ báng mà rất là cay nghiệt, ác độc. Sống trong cung bà ác hại nhiều người, ganh ghét đố kỵ với sắc đẹp của các cung phi. Hoàng hậu luôn luôn ở cái tình trạng ganh ghét đố kỵ hãm hại. Cho nên sau khi mà bà ấy chết ấy, thì thần hồn của bà ấy đọa làm một cái con mãng xà, bị khổ vô cùng, nào bị dòi bọ rút rỉa đau đớn. Bà về và báo mộng cho vua Lương Vũ Đế, bà nói hết thần thiếp là bây giờ bị đọa rất là khổ, mong có người bệ hạ cứu cho, xin với Lương Vũ Đế là lập cho cái pháp đàn sám hối. Thế mà vua Lương Vũ Đế thì đã thỉnh mời các vị cao tăng ở trong nước, trong đó đặc biệt là Hòa Thượng Chí Công. Ngài là một cái vị thánh tăng đạt đạo, cho nên Ngài cho soạn cái bộ Lương Hoàng Bảo Sám này. Đó, Lương Hoàng nghĩa là vua Lương Vũ Đế, và Bảo Sám tức là cái pháp sám hối quý báu. Lập ra cái bộ này để cho vua, quần thần, thân quyến sám hối cho bà Hi Thị. Thì sau đó thì trước đáp cái bộ này xong đó, thì chuyển vào cung, và Đức vua Lương Vũ Đế là đích thân lên đàn sám hối. Và khi trong sử thì nói là khi mà sám hối đến quyển thứ 5 thì bà Hi Thị này được thoát kiếp mãng xà, sinh về làm chư thiên, là một thiên nữ rất là đẹp đẽ. Và bà hiện lên giữa trời, bà nói cho cả Đức vua và cả đại chúng tham dự pháp đàn là bà đã được thoát cái kiếp mãng xà, sinh về làm chư thiên. Và bà rất là tri ân chư tăng, tri ân đại chúng. Thế mà từ đó mà bộ Lương Hoàng Bảo Sám này được dùng làm một giống như một quyển kinh chuyên về sám hối của tăng ni Phật tử, nhất là tăng ni Phật tử Bắc Tông.